Nga tin rằng phương Tây đang tạo ra sự hỗn loạn xung quanh các cáo buộc thảm sát tại thị trấn Bucha của Ukraine để làm chệch hướng cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev khi hai bên đã đạt được những tiến triển thiết thực để có thể đi tới một thỏa thuận cuối cùng. Đó là tuyên bố do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra vào ngày hôm qua, mùng 5 tháng 4. Ngoại trưởng Nga Lavrov chỉ ra rằng các sự kiện tại thị trấn Bucha của Ukraine là một sự khiêu khích được đưa ra vào đúng thời điểm cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đang đạt được bước tiến. Chúng tôi chỉ có thể nghĩ rằng lý do cho vụ việc này là họ muốn tìm cớ để cản trở các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra và nó xảy ra vào đúng thời điểm mà ánh sáng cuối đường hầm bắt đầu hé lộ. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định các cáo buộc của phương Tây nhằm vào Nga trong những ngày qua là một vở kịch được chỉ đạo cẩn thận nhằm mục đích bôi nhọ quân đội Nga, nhưng điều đó đã không thành công. Còn tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua, Đại sứ Nga Vasily Nebenzia cũng bác bỏ các cáo buộc thảm sát dân thường. Ông nhấn mạnh quân đội Nga không hề nhắm mục tiêu vào dân thường và đó chính là lý do vì sao Nga không tiến công nhanh. Về phần mình, Ukraine tỏ tín hiệu vẫn mong muốn dàn xếp các bất đồng với Nga bằng biện pháp ngoại giao. Trong bài phát biểu khi tới thăm thị trấn Bucha hôm 4 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow là hoàn toàn có thể đạt được